Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp thứ 2 Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Tình hình kinh tế tháng 7 và 7 tháng đầu năm tiếp tục duy trì được sự ổn định với nhiều chỉ số kinh tế tích cực. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc phát triển kinh tế bao trùm và bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối 28 tháng 7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng đến diễn đàn giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng Marxist trên thế giới, được tổ chức trực tuyến với sự tham dự của 300 lãnh đạo và đại biểu của hơn 100 chính đảng Marxist đến từ 70 quốc gia trên thế giới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn các chính đảng Marxist, lực lượng tiến bộ trên thế giới, trong đó có Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc đã ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam qua các thời kỳ. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn coi trọng và sẵn sàng mở rộng hợp tác với chính đảng Marxist và các lực lượng tiến bộ trên thế giới, không ngừng phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Lê Hoài Trung, trưởng ban đối ngoại Trung ương dẫn đầu, đã tham dự diễn đàn. Đoàn Việt Nam phát biểu tham luận, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử và thời đại của chủ nghĩa Mác-Lênin, quá trình vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, cũng như một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng có thư chúc mừng gửi diễn đàn, khẳng định chủ nghĩa Mác có tính mở và không ngừng phát triển, chỉ có bản địa hóa, thời đại hóa mới có thể phát triển. Sáng 29 tháng 7, Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã họp phiên thứ 2 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng, để thảo luận về tình hình xung đột Nga-Ukraine tác động đối với Việt Nam và việc bảo đảm an ninh tài chính, an ninh tiền tệ. Tham dự phiên họp có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên khác của Hội đồng. Thay mặt Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các lực lượng quân đội, công an và ngoại giao đã chủ động cập nhật, phân tích, dự báo diễn biến tình hình xung đột Nga-Ukraine để tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước về các quan điểm và đối sách phù hợp. Cũng trong thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục thúc đẩy chiến lược diễn biến hòa bình nhằm lật đổ chế độ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng với nhiều âm mưu, thủ đoạn ngầm, tinh vi và khó nhận diện hơn, như tiếp tục xâm nhập sâu hơn và hầu hết các lĩnh vực của đời sống chính trị xã hội, tác động, hướng lái việc xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước nhằm thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Hội đồng Quốc phòng và An ninh đề nghị các lực lượng liên quan tiếp tục triển khai đồng bộ lực lượng và biện pháp chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu hoạt động nhằm chuyển hóa nội bộ, tác động chính sách của các thế lực thù địch phản động. Cùng với các vấn đề an ninh truyền thống, hiện các thách thức về an ninh lương thực, an ninh nguồn nước do ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu và việc hợp tác quản lý, khai thác sử dụng nguồn nước, nhất là tại đồng bằng sông Cửu Long, đang tác động không nhỏ tới mục tiêu đảm bảo an ninh quốc gia và phát triển bền vững của Việt Nam. Do đó, Hội đồng Quốc phòng và An ninh đề nghị các lực lượng liên quan thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách và thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, ứng phó để đảm bảo an ninh lương thực, an ninh nguồn nước và an ninh năng lượng quốc gia. Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhận định, trong bối cảnh kinh tế thế giới chịu tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga-Ukraine, nền kinh tế Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục chịu những tác động rủi ro thách thức, nhất là về an ninh tài chính tiền tệ. Do đó, Hội đồng đề nghị các lực lượng liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương chính sách cũng như triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm an ninh tài chính tiền tệ, góp phần giữ vững đà phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sáng 29 tháng 7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1210 về phân loại đô thị và Nghị quyết số 1211 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.
Theo tờ trình, đối với Nghị quyết 1210, Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về phân loại đô thị theo yếu tố vùng miền, sửa quy định về phân loại đô thị áp dụng cho một số đô thị có yếu tố đặc thù đối với Nghị quyết 1211, tập trung sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn của đơn vị hành chính trong trường hợp đặc thù. Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý việc sửa đổi, bổ sung cần căn cứ trên cơ sở thực tiễn và lý luận khoa học, kinh nghiệm quốc tế, sớm hoàn thiện quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính của quốc gia và từng địa phương nhưng có tính đến các yếu tố đặc thù. Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, đa số ý kiến thống nhất quan điểm sửa đổi đối với những nội dung vấn đề đã chín, đã rõ. Lưu ý cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo nghị quyết mới theo hướng bổ sung các kinh nghiệm quốc tế cùng các điều khoản liên quan. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quan điểm là chỉ sửa một bước, chưa sửa toàn diện, cũng như đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ giữa hai nghị quyết này. Chiều 29 tháng 7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc với Viện Nghiên cứu Lập pháp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức và công tác chuẩn bị cho một số dự án luật sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư. Đánh giá Viện Nghiên cứu Lập pháp có đóng góp thiết thực cho công tác của các ủy ban, cơ quan của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại kỳ họp Quốc hội thứ tư tới đây sẽ cho ý kiến 13 dự án luật, trong đó có luật đất đai sửa đổi. Đề nghị Viện Nghiên cứu Lập pháp khẩn trương xem xét, đánh giá, cung cấp những luận cứ khoa học đối với dự án luật rất khó này. Nhấn mạnh kỳ vọng của ngành y tế, của nhân dân đối với luật khám chữa bệnh sửa đổi là rất lớn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Viện phối hợp với cơ quan soạn thảo, Bộ Tài chính, cơ quan liên quan nghiên cứu bổ sung luật hóa một số chương về cơ chế tài chính của cơ sở khám chữa bệnh. Đề nghị Viện đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện một bước việc sửa đổi nội quy kỳ họp, cung cấp thêm cơ sở pháp lý, kinh nghiệm thực tiễn trong và ngoài nước nhằm sửa đổi bổ sung các nghị quyết liên quan đến phân loại đô thị và về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Tiếp cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt Takebe Chutomu chiều 29 tháng 7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao ý nghĩa công trình Đại học Việt-Nhật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Trên cơ sở quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp, Việt Nam và Nhật Bản cần tăng cường kết nối chiến lược phát triển hai nền kinh tế, tăng cường năng lực sản xuất, phát triển nguồn nhân lực, cũng như thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh việc Bộ Tư pháp Nhật Bản cải cách quy chế tu nghiệp sinh Việt Nam, đồng thời mong muốn chính phủ Nhật Bản tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 450.000 người Việt làm ăn, sinh sống ở nước sở tại. Ông Takebe Chutomu cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, khó khăn khi triển khai dự án Đại học Việt-Nhật và cho biết Nhật Bản đang cố gắng tạo ra môi trường an toàn, cơ hội phát triển để lao động trẻ Việt Nam sang Nhật Bản làm việc có động lực phấn đấu. Chiều 29 tháng 7, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Đảng bộ tỉnh, ông Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đề nghị thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Ông cũng đề nghị các cấp ủy Đảng lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, chú trọng xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường cũng như tiếp tục chú ý công tác phòng chống các loại dịch bệnh hiệu quả. Trong chuyến thăm hữu nghị Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã có các cuộc hội kiến chào xã giao Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch Thượng viện Samdech Sechum, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech Heng Samrin, Thủ tướng Samdech Hun Sen. Tại các cuộc gặp, đồng chí Đỗ Văn Chiến trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Quốc vương Norodom Sihamoni cùng các lãnh đạo Campuchia. Tình hữu nghị và hợp tác hai nước ngày càng phát triển, kim ngạch thương mại hai nước tăng lên rất nhanh, dự kiến sẽ đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ cho năm 2022.
Các nhà lãnh đạo Campuchia đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và mong muốn mặt trận hai nước đẩy mạnh hợp tác ngày càng thiết thực và hiệu quả. Các lãnh đạo Campuchia nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước được các thế hệ lãnh đạo vun đắp, xây dựng vì lợi ích cao nhất của hai dân tộc. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng đã đến chào Vua sư Tép Vong, Vua sư Bung Kri, chào xã giao bà Men Sam An, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam. Trong ngày cũng đã diễn ra nhiều hoạt động đáng chú ý của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Tại buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về đề án chủ trương chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đồng tình với những nội dung trong dự thảo đề án, khẳng định những ý kiến đóng góp của các đại biểu là nguồn tư liệu quan trọng, hữu ích để xây dựng hoàn thiện đề án trình Trung ương. Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị tổ biên tập tập hợp phân tích làm rõ có phương án tiếp thu hoàn thiện đề án. Tại hội nghị, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu đến giữa tháng 8, các bộ, ngành phải hoàn thành ban hành hướng dẫn để đẩy nhanh triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Lưu ý các bộ, ngành rà soát, báo cáo những vướng mắc trong cơ chế quản lý tổ chức thực hiện các chương trình này. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương phải quyết tâm giải ngân vốn đã được phân bổ trong năm nay. Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo tổng kết thi hành luật đất đai và xây dựng dự án luật đất đai sửa đổi, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu sửa đổi luật lần này phải giúp tháo gỡ vướng mắc về thể chế, tạo động lực cho phát triển. Nhận diện những bất cập trong quản lý, sử dụng đất, Phó Thủ tướng yêu cầu dự án luật cần bám sát tinh thần nghị quyết Trung ương 5 vừa ban hành trên nguyên tắc phân cấp mạnh nhưng phải kiểm soát chặt chẽ, khơi thông nguồn lực nhưng đồng thời phải chống tiêu cực, lấy ý kiến rộng rãi, khoa học trình Quốc hội trong kỳ họp tháng 10 tới. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo. Tình hình kinh tế tháng 7 và 7 tháng đầu năm tiếp tục duy trì được sự ổn định với nhiều chỉ số kinh tế tích cực. Bên cạnh nguồn lực của chính phủ thì sự nhập cuộc của các chiến sĩ biên phòng Nghệ An đã góp phần cải thiện đời sống của đồng bào Đan Lai. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Thời điểm này đã giữa quý 3, được coi là quý tăng tốc và nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kinh tế đã có những dự báo cho cả năm. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa công bố ngày 29 tháng 7, tình hình kinh tế tháng 7 và 7 tháng đầu năm tiếp tục duy trì được sự ổn định. Tình hình sản xuất nông nghiệp và thủy sản đều tăng, thương mại, giá cả, vận tải và du lịch tăng. Đặc biệt, du lịch khởi sắc với lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 tăng gấp 47 lần so với cùng kỳ năm trước. Nhiều chỉ số kinh tế tích cực tiếp tục tăng cao, tổng cầu phục hồi rõ nét hơn. Một chỉ số đáng chú ý là chỉ số giá tiêu dùng 7 tháng tăng 2,54% so với cùng kỳ năm trước. Điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng, chủ yếu do giá lương thực và giá xăng dầu. Trong khi đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 đạt gần 500.000 tỷ đồng, tăng cao hơn so với cùng kỳ các năm trước khi xảy ra dịch COVID-19. Một chỉ số khác là chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 7 ước tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, chỉ số này ước tăng 8,8%. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo vẫn giữ mức tăng trưởng cao. Cùng với những con số ấn tượng tăng trưởng chung của nền kinh tế, sản xuất công nghiệp đã khởi sắc trở lại, đạt mức tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước, cho dù vẫn còn nhiều diễn biến bất lợi từ dịch bệnh, xung đột ở nhiều quốc gia. Theo các nhà phân tích, hoạt động sản xuất công nghiệp sẽ tiếp tục khởi sắc nhờ vào sự phục hồi của nền kinh tế thế giới và việc triển khai các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam được thực thi một cách đầy đủ. Cùng với đó, làn sóng chuyển dịch đầu tư để tái cơ cấu chuỗi cung ứng của các tập đoàn nước ngoài sẽ là động lực mới cho hoạt động xuất nhập khẩu. Sau một năm vận hành thử nghiệm và 2 tháng hoạt động chính thức, đơn hàng ngày một tăng, đại diện doanh nghiệp cho biết, dự kiến doanh thu năm nay sẽ đạt mức tăng trưởng 270% so với năm trước. Chúng tôi đang tiếp tục đáp vào dây chuyền để sản xuất phụ kiện cho ô tô. Năm 2023, chúng tôi sẽ đạt tăng trưởng 200% so với năm 2022.
đại diện tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi theo đuổi mục tiêu chuyển nền kinh tế từ nâu sang xanh, việc thu hút đầu tư đã có nhiều chọn lọc hơn. Trong 7 tháng đầu năm nay, lĩnh vực công nghiệp đã đóng góp hơn 50% vào tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Quảng Ninh cũng như chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi để tăng cường sản xuất. Năm nay dù khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 10% so với năm trước. Ưu tiên nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, như là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị và hạ tầng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu kinh tế. Tỉnh cũng quan tâm về vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Các doanh nghiệp nỗ lực mở rộng sản xuất bù lại khoảng thời gian 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hàng loạt các giải pháp vĩ mô của chính phủ nhằm ổn định nền kinh tế, giữ tỷ giá hợp lý, kiểm soát lạm phát đã giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp. Thống kê mới nhất trong 7 tháng năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp ở 61 địa phương đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên số 1 của Việt Nam là tiếp tục kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, chống suy thoái, thúc đẩy phục hồi tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 2 lần giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, 3 lần giảm giá xăng liên tiếp về mốc hồi tháng 2 năm nay. Tuy vậy, vẫn cần độ trễ để giá hàng hóa giảm theo. Cùng với đó là hàng loạt các biện pháp kiểm soát chặt giá các mặt hàng thiết yếu, khiến việc kiểm soát lạm phát có nhiều dư địa để ở dưới mức 4%, mặc dù áp lực từ lạm phát quốc tế đang tăng cao. Theo Tổng cục Thống kê, bình quân 7 tháng đầu năm nay, CPI tăng 2,54% so với năm trước, mức tăng rất thấp so với lạm phát tăng rất cao của nhiều nước trên thế giới và trong khu vực. Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt gần 28% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Năng lực kiểm soát lạm phát của chúng ta đang nói chung cho đến bây giờ là rất ổn. Thế thì cái việc mà tiếp tục bơm vốn, đừng có quá e ngại lạm phát, mà để mà bơm vốn ấy, cho nền kinh tế là cần được ưu tiên. Đấy. Thế còn lạm phát nó tăng lên ấy, cho đến bây giờ chủ yếu là do các cái yếu tố thuộc về chi phí đẩy, thuộc về cái yếu tố nhập khẩu từ bên ngoài. Lạm phát ở Việt Nam hiện nay chủ yếu do giá lương thực thực phẩm và xăng dầu tăng cao. Tuy nhiên, sau khi chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, ngay lập tức giá xăng dầu giảm mạnh. Cùng với đó, việc triển khai gói tài khoá tiền tệ đang bắt đầu phát huy hiệu quả sẽ tạo tiền đề để phục hồi sản xuất kinh doanh và góp phần tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm. Nhà nước hạ thấp cái thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu đến mức thấp nhất cùng với cái đà giảm của giá xăng dầu, nó làm cho cái áp lực lạm phát trong nền kinh tế quốc dân ấy nó giảm đi một cách đáng kể, và từ đó cái lạm phát của chúng ta vẫn có thể kềm giữ được ở cái mức dưới 4%. Chúng ta phải triển khai nhanh hơn những cái gói liên quan đến vấn đề về gia hạn thuế rồi giảm thuế, đặc biệt là hỗ trợ lãi suất 2% để giúp cho doanh nghiệp có được nguồn vốn với chi phí thấp để tạo ra được cái hàng hóa nhiều hơn, và chúng ta tăng được cái nguồn cung hàng hóa thì chúng ta sẽ góp phần kiểm soát giá nó tốt hơn. Trong trường hợp giá xăng dầu có nguy cơ tăng cao trở lại, chính phủ vẫn có nhiều dư địa để giảm một số loại thuế với xăng dầu nhằm đảm bảo các mặt hàng chiến lược này được kiểm soát trong giới hạn cho phép. 7 tháng đã trôi qua, nền kinh tế đang đà phục hồi tốt. Tuy nhiên, không thể chủ quan. Tại cuộc họp sáng ngày 28 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tình hình thế giới đang diễn biến nhanh, khó lường, chưa có tiền lệ, lạm phát tăng cao, đồng tiền của nhiều quốc gia mất giá, tác động tiêu cực đến nước ta khi nền kinh tế có độ mở lớn, quy mô khiêm tốn, khả năng chống chịu có hạn. Vì thế, sự chủ động phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời, khoa học, hiệu quả là rất quan trọng vào lúc này. Cần bổ sung những trường hợp mà sàn giao dịch thương mại điện tử phải có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho cá nhân. Đây là một trong nhiều đề xuất tại hội thảo thuế đối với thương mại điện tử và dịch vụ xuyên biên giới được Bộ Tài chính tổ chức tại Hà Nội vào sáng ngày 29 tháng 7. Theo Tổng cục Thuế, số thu từ hoạt động thương mại điện tử thông qua các tổ chức tại Việt Nam khai thay, nộp thay thuế nhà thầu từ năm 2018 đến nay đã đạt trên 5.400 tỷ đồng,
Tuy nhiên, sự bùng nổ cùng nhiều hình thức mới của thương mại điện tử đặt ra nhiều thách thức đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Một số tham luận cho rằng sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện dịch vụ trung gian thanh toán và sàn giao dịch thương mại điện tử thỏa thuận với các cá nhân về việc đặt hàng trực tuyến, tham gia điều hành giao hàng, thanh toán của người mua, cho cá nhân phải kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho cá nhân. Các thương nhân hoạt động trên nền tảng số, chợ điện tử phải kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra, cần áp dụng thống nhất thuế suất, thuế giá trị gia tăng đối với các nhà cung cấp nước ngoài. Chuyển sang một thông tin y tế đáng chú ý, các trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ sẽ phải cách ly tại cơ sở y tế ít nhất 14 ngày. Đây là quy định trong hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ của Bộ Y tế vừa ban hành. Với trường hợp không triệu chứng hoặc thể nhẹ, triệu chứng tự hết sau 2 đến 4 tuần sẽ được cách ly tại cơ sở y tế, xã, phường, quận, huyện. Ca nặng hoặc có nguy cơ chuyển nặng như trẻ sơ sinh, người cao tuổi, suy giảm miễn dịch, bệnh nền, phụ nữ mang thai thì cách ly, điều trị tại cơ sở tuyến tỉnh, trung ương. Việc điều trị cá thể hóa cho từng người bệnh. Tiêu chuẩn xuất viện là sau cách ly ít nhất 14 ngày và khỏi hết các triệu chứng như không xuất hiện tổn thương trên da mới, tối thiểu 2 ngày và các tổn thương cũ đã đóng vẩy. Thưa quý vị, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ ấn tượng nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững SDGs, tiến tới mục tiêu phát triển con người và nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người dân. Việt Nam có thể trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong việc tiên phong phát triển kinh tế bao trùm và bền vững, nơi không ai bị bỏ lại phía sau. Đây là nhận định của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP về những nỗ lực của Việt Nam. Nhân chuyến thăm chính thức của trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kiêm giám đốc UNDP khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bà Kani Wignaraja đến Việt Nam, phóng viên của chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với bà để đánh giá về nỗ lực này của Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cảm ơn bà đã tham gia cuộc phỏng vấn. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc gần đây đã thông qua nghị quyết về biến đổi khí hậu và quyền con người do Việt Nam đề xuất. Bà đánh giá như thế nào về ý nghĩa của nghị quyết này và vai trò của Việt Nam trong việc thực thi nghị quyết đó? Tôi cho rằng việc Việt Nam đề xuất nghị quyết này là điều đáng làm, đặc biệt là khi kết hợp cùng với hai quốc gia khác trong khu vực là Philippines và Bangladesh. Việc đưa ra nghị quyết cũng rất đúng lúc. Trước đây, chúng ta coi biến đổi khí hậu và nhân quyền là hai vấn đề riêng rẽ, không liên quan đến nhau. Tuy nhiên, thực tế, hai vấn đề này liên quan chặt chẽ với nhau. Vì những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu cũng là những người có thể bị ảnh hưởng về quyền con người khi sống trong môi trường sinh thái bị tác động. Việc đưa ra nghị quyết cho thấy Việt Nam đang cố gắng để giải quyết hai vấn đề cùng nhau. Việt Nam sẽ chứng tỏ được khả năng giải quyết vấn đề thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu bằng cách tiếp cận về mặt nhân quyền, xem xét đối tượng nào thực sự bị ảnh hưởng nhiều nhất và làm thế nào để quyền của họ được bảo đảm khi biến đổi khí hậu đang gây ra những tàn phá nặng nề nhất cho nhóm đối tượng nghèo và dễ bị tổn thương. Theo bà thì Việt Nam có những cơ hội gì và phải đối mặt với thách thức nào trong phục hồi kinh tế? Việt Nam là một quốc gia có dân số tương đối trẻ. Việt Nam cần xem xét làm thế nào để thúc đẩy tăng trưởng xanh và đảm bảo các yếu tố xã hội. Hầu hết các quốc gia đều cho rằng nếu không có một nền kinh tế carbon thì không thể tiến bộ. UNDP chúng tôi thì cho rằng điều đó không đúng. Một đất nước có thể xây dựng một mô hình phát triển mới nếu giảm lượng khí thải carbon ra môi trường và thực hiện giải pháp bao trùm hơn để đảm bảo cuộc sống của người dân khi dân số nước đó ngày càng gia tăng. Vì vậy, tôi hy vọng rằng Việt Nam có thể cho thế giới thấy một phương thức tăng trưởng khác. Mặc dù triển vọng kinh tế toàn cầu đang chưa thật sự sáng sủa, nhưng tôi vẫn cho rằng có nhiều cách để Việt Nam tiếp tục là một điểm đến đầu tư hấp dẫn thông qua tăng trưởng xanh và bao trùm. Điều này sẽ tạo lợi nhuận đầu tư cao hơn cho cả khu vực nhà nước và khu vực tư nhân. Việt Nam có thể làm gì để phục hồi kinh tế một cách bao trùm và bền vững, thưa bà? Đây là chủ đề chính được thảo luận trong chuyến thăm lần này của tôi đến Hà Nội trong 2 ngày qua. Trong những cuộc thảo luận này, đã có nhiều đề xuất, số liệu và phân tích xác đáng được trình bày, ví dụ như tài chính cho việc thực hiện chuyển đổi năng lượng một cách công bằng, hay làm thế nào để Việt Nam chuyển sang năng lượng tái tạo thông qua thu hút các nguồn lực mới. Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về an ninh năng lượng và khả năng tiếp cận năng lượng cho người dân. Tôi cho rằng điều này đóng vai trò quan trọng cho phát triển một nền kinh tế bền vững và bao trùm. Giải pháp thứ hai là xây dựng hệ thống bảo trợ xã hội thường trực nhằm hỗ trợ an sinh xã hội cho nhóm đối tượng nghèo và dễ bị tổn thương một cách chủ động. Mới đây, Việt Nam đã công bố chỉ số nghèo đa chiều. Chỉ số này rất hữu dụng và nếu được sử dụng tốt, Việt Nam có thể giải quyết các vấn đề an sinh xã hội hiệu quả.
Giải pháp quan trọng thứ ba là công nghệ. Đây có thể được coi là một đột phá. Những công nghệ mới giúp tạo ra việc làm mới, cũng như giúp cung cấp các dịch vụ công và tư hiệu quả hơn. Nó cũng giúp cải thiện tính minh bạch và trách nhiệm của cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, cải cách thể chế kinh tế cũng là một giải pháp hiệu quả. Chúng tôi hy vọng rằng UNDP có thể hỗ trợ cả khu vực nhà nước và tư nhân trong cải cách thể chế và có những bước đột phá mới về ứng dụng kỹ thuật số. Cảm ơn bà đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Xin cảm ơn. Sau 16 năm triển khai đề án bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai tại vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát, Con Cuông, Nghệ An, cuộc sống của bà con dân tộc Đan Lai đã có nhiều đổi thay. Thay vì sống rải rác, phát rừng làm rẫy, săn bắn hái lượm, thì nay bà con đã ổn định cuộc sống nhờ vào các mô hình chăn nuôi, trồng trọt. Điện, đường, trường trạm cũng tới tận thôn bản. Bên cạnh nguồn lực của chính phủ, thì sự nhập cuộc của các chiến sĩ biên phòng Nghệ An, cụ thể là đồn biên phòng Môn Sơn, đã góp phần cải thiện đời sống của đồng bào Đan Lai. Sự có mặt của các cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn là chỗ dựa vững chắc và được nhân dân tin tưởng, yêu mến. Gia đình anh La Văn Chín, một trong số những hộ thuộc diện không di rời đến khu tái định cư mà ở lại bản Búng trong chương trình bảo tồn người Đan Lai theo đề án của chính phủ. Gặp nhiều khó khăn như đất canh tác hạn chế, giao thông cách trở, gia đình lại đông con. Bộ đội biên phòng Môn Sơn đã thường xuyên qua lại giúp đỡ, chia sẻ những cách làm kinh tế hiệu quả để cải thiện đời sống kinh tế cho gia đình. Anh bộ đội cùng biên phòng cũng rất là quan tâm là người dân ở đây, cũng hướng dẫn là cách bày cho người dân ở đây làm ăn có thể phát triển hơn. Hay trong lúc là giống như các cái cây cối này khác, các là cây hoa quả, mọi người, cả anh bộ đội biên phòng cũng hướng dẫn cho người dân ở đây là cách trồng. Chúng tôi cũng thỉnh thoảng xuống thăm bà con nhân dân ở cái vùng lõi đang còn chưa di dời được và động viên bà con nhân dân tham mưu cho bà con tích cực tăng gia sản xuất, mô hình trồng trọt chăn nuôi, những cây gì và những con gì là phát triển được để cải thiện cái đời sống của bà con hàng ngày. Đã từ lâu, bà Lê Thị Thìn, người dân của bản Búng đã không còn phải vượt suối băng rừng để ra trung tâm y tế xã xin thuốc cho căn bệnh dạ dày và thiếu máu của mình, mà bà có thể đến ngay trạm quân dân y kết hợp của xã để lấy thuốc. Bà bị dai lên thần xiên đấy, thiên thuộc bên phòng giúp đỡ cho bà đây. Nhiều bà con ở bản do tuổi cao, sức yếu, khuyết tật không đến được trạm xá. Các bác sĩ, nhân viên y tế, đồn biên phòng Môn Sơn đã chủ động đến nhà bà con để khám bệnh và cấp thuốc cho bà con. Ông bà thì già rồi, không đi được. Thì đây thì nhờ biên phòng vào khám tận nhà, để cho thuốc cho ông bà. Với hình thức tuần tra chung để bảo vệ biên giới, các chiến sĩ biên phòng có cơ hội để gần gũi, để chia sẻ, để tạo niềm tin cũng như sự tự tin của giới trẻ Đan Lai, giúp họ hòa nhập tốt với xã hội. Nắm bắt được cái phong tục tập quán của người Đan Lai thì đồn biên phòng Môn Sơn cũng đã chủ động kết nối rồi tạo cái tính tự tin cho đồng bào Đan Lai. Cùng với phát triển kinh tế, y tế thì nước, đường, trường học cũng được xây dựng. Để bà con Đan Lai có được cuộc sống như hôm nay, trong nhiều năm qua, bên cạnh nguồn lực của nhà nước thì Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã kêu gọi sự ủng hộ, khai thác có hiệu quả các nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ đời sống dân sinh. Đúng như lời bác dạy, quân với dân như cá với nước, đoàn kết một lòng, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau. Câu chuyện về sự gắn bó giữa quân và dân trong phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Để xem trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go trên App Store và Google Play. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.